Nhưng mà hôm nay đi chơi xong đột một chưa đi ăn nên bận rồi. Mình sợ. Văn đã order mì Ý hải sản với lại một cái bánh tiramisu. Lấy bữa đem ra ăn để cho cái thầy cô. Con đi quay cho các bạn coi, đây là khu downtown của Hot Hop. Đây cũng là một trong những town đẹp của Ontario. Có một đoàn người ở dưới cầu đang chơi mô tô địa hình. Các bạn để xe ở đây, các bạn trả tiền ở đây. Vào cuối tuần băng Tết đi tới những thị trấn hay là thành phố nhỏ như vậy, cảm thấy rất là bình yên sau một tuần làm việc vất vả. Đây là thư viện.
đây thì đa số là người da trắng, nhiều hơn là người châu Á. Con quay phía bên kia nó bị ngược ánh sáng nên nó sẽ hơi bị tối một xíu, còn bên đây thì cảm thấy nó tốt hơn. Ồ, bạn thỏ. Ở đây mỗi thành phố hoặc là một thị trấn thì sẽ có một cái nét đẹp riêng. Nhưng tất cả đều rất là bình yên. Bằng rất thích những nơi như thế này. Các bạn có nghe tiếng nước chảy không? Róc róc róc. Ở đây vào mỗi buổi chiều hoặc vào buổi sáng, người ta thường hay dẫn chó đi dạo trong công viên để nó đi vệ sinh.
bây giờ là 8 giờ, chuông đồng hồ nó vang lên.